Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 có 22 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó môn ngữ văn có 12 thí sinh, toán 10 thí sinh. Tổng số thí sinh đến dự thi bài thi ngữ văn là 981.598 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,6%. Bài thi toán là 982.914 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,59%. Có 79 thí sinh là F0 của 20 hội đồng thi, trong đó số thí sinh đến dự thi 18 thí sinh, số thí sinh không đến dự thi 61 thí sinh. Ngày đầu tiên không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá các buổi thi ngữ văn, toán đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề bài thi ngữ văn và bài thi toán nằm trong chương trình trung học phổ thông có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.